Thưa quý vị, vụ án Nguyễn Phương Hằng đã diễn ra trong một khoảng thời gian khá dài và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trước đó, con trai của bà Hằng đã gửi đơn tố cáo lên Viện Kiểm sát việc bỏ lọt tội phạm, cụ thể là ông Huỳnh Huy Dũng, chồng của bà Hằng trong vụ án này. Con trai bà Hằng cho rằng ông Dũng là người giúp sức tích cực cho vợ thực hiện hành vi phạm tội nhưng không bị xem xét xử lý. Mới đây, đơn tố giác đã được chuyển lên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để xử lý. Ngày 18 tháng 7, nguồn tin từ cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, cơ quan này vừa chuyển viện đơn của con trai bà Nguyễn Phương Hằng về việc bỏ lọt tội phạm trong vụ án liên quan tới vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng tới cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để xem xét xử lý theo thẩm quyền. Cụ thể trong đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai của bà Nguyễn Phương Hằng, tố giác bỏ lọt tội phạm đối với ông Huỳnh Uy Dũng, chồng của bà Hằng. Ông Tuấn cho rằng ông Dũng là người giúp sức tích cực cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội nhưng không bị xem xét xử lý. Theo đó ông Nguyễn Quang Tuấn đề nghị xem xét vai trò đồng phạm của ông Dũng với hành vi phạm tội của bà Nguyễn Phương Hằng trong đơn tố giác trước đó ông tuấn cũng gửi đơn đến các cơ quan chức năng kiến nghị khởi tố đối với ông huỳnh uy dũng cho rằng ông dũng có dấu hiệu đồng phạm giúp sức khi cùng bà phương hằng thực hiện drama live stream mục đích của các live stream này nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác như tham gia một số buổi live stream và có hô hào khích lệ ủng hộ tinh thần của bà hằng khi mắng chửi xúc phạm người khác cho sử dụng chúng đưa chó, đua ngựa của công ty cổ phần Đại Nam để tổ chức đặt tên chó đua, ngựa đua với tên của những người muốn xúc phạm cho sử dụng kênh YouTube Trường Đua Đại Nam để đăng tải phát trực tiếp hơn 86 buổi live stream, nhiều bình luận và hơn 18 triệu lượt xem. Theo ông Tuấn, ba trợ lý chỉnh máy giúp bà Hằng đăng bài viết, phụ họa đã bị khởi tố, tuy nhiên ông Dũng vẫn không bị xử lý, mặc dù dấu hiệu đồng phạm của ông là rất nhiều và các bị hại của mẹ ông Tuấn đã có yêu cầu xử lý đồng phạm. Như đã đưa tin trước đó, ngày 31 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ để điều tra bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tỉnh Bình Dương và bốn đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật Hình sự.